không có bất kỳ lời bình nào của người ngoài cuộc. Cả bộ phim là một cuộc hành trình. Những xúc cảm và những tự sự của Nguyễn Sơn Lâm, một nạn nhân chất độc da cam, đi tìm kiếm những người bạn tật nguyền để viết nên cuốn sách của chính mình. Mỗi cuộc gặp gỡ như một câu chuyện với đầy những cung bậc thăng trầm của cảm xúc. Đó là cô gái nhỏ Trần Thị Trà My, có cha là chiến sĩ mặt trận Quảng Trị 1972. Trà My không thể nói tròn chữ và đôi chân bị liệt, hai tay co rút. Cô chỉ có thể cử động được duy nhất một ngón tay để gõ bàn phím. Đã từng có lúc tuyệt vọng đến tận cùng, nhưng cô đã trở thành nhà văn với những tập sách gây tiếng vang lớn. Đó là những chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, người đã sống trong những trang sách của bao thế hệ học trò Việt Nam với đôi bàn chân kỳ diệu. Bảy nhân vật ở trong phim nó quá ít, và nếu mà gọi là tính đại diện thì nó chẳng đại diện được cho cái gì cả. Nó chỉ có một sợi dây duy nhất thôi, đấy là họ đều dùng một cái lối giải thoát về mặt tinh thần. Đấy là họ dùng cái trang giấy, họ dùng sự viết lách, họ dùng sự sáng tác để diễn tả cái nội tâm bên trong một cái thế giới hoàn toàn khác. Thì đấy là cách mà tôi đưa họ vào trong một bộ phim để tạo ra một cái sợi dây và một cái vòng tròn khép kín mà khiến cho bộ phim nó có tên là Cuộc đời sau trang sách. Như đạo diễn Phan Huyền Thư chia sẻ, cô đã không hề nói trước cho một nhân vật nào về thời điểm gặp gỡ. Cô để tất cả diễn ra thật tự nhiên và gần gũi. Đó là cuộc hành trình của Sơn Lâm lặn lội tới một vùng quê nghèo ở An Giang, tìm gặp em Nguyễn Minh Chí để chờ đợi em đi học về và cùng em tâm sự như một người anh trai về cuộc sống. Chi tiết khác là quyết định tìm tới gặp cô gái Nguyễn Thị Hồng, người suốt 30 năm nằm bất động trên giường và chỉ duy nhất cơ cổ cử động. Vậy mà, với khát khao và một tâm hồn đầy ắp yêu thương, Hồng đã tập đọc, tập viết để hoàn thành hơn 300 bài thơ về cuộc đời và tình yêu cháy bỏng của tâm hồn. Các bạn biết là đất nước của chúng ta thì hơn 60 vạn người khuyết tật. Đấy. Thế mà trong đấy thì là một trong những quốc gia có cái tỷ lệ cái nạn nhân của hậu chiến, nạn nhân của chiến tranh gần như lớn nhất thế giới sau chiến tranh chống Mỹ. Mà thậm chí là cái ảnh hưởng của dioxin, tức là nó qua thế hệ thứ 2 và nó đã bắt đầu di chứng đến thế hệ thứ 3. Và tôi không hiểu là đến thế hệ thứ mấy thì nó mới thoát được khỏi tất cả những cái biến chứng quái ác đấy. Khó nhất đối với tôi là làm sao đừng để cho người ta thương hại thêm nữa, thương xót theo kiểu mà làm thế nào để cho người ta cảm thấy là bình đẳng và tôn trọng. Thì đấy là cái điều khó khăn. Vượt quá khuôn khổ của một bộ phim tài liệu, 52 phút của bộ phim không chỉ mang tới cho người xem những khắc khoải về cuộc sống của những nhân vật trong phim. Ở đâu đó, người xem nhận ra rằng người khuyết tật ở Việt Nam vẫn phải đối mặt với những ánh mắt kỳ thị, những thiếu thốn vật chất, một cuộc sống có phần thiếu đi sự công bằng. Không một giọt nước mắt, không một lời than vãn, không một chút tuyệt vọng. Bộ phim lấp lánh những nụ cười lạc quan, tình yêu và khát khao sống đến cháy bỏng. Ước mơ tìm đến những giá trị đích thực của cuộc đời trong những tâm hồn mà đôi khi người ta chỉ biết đến đằng sau trang sách.